của cái thủy điện Lai Châu kia sẽ về đây và đi thẳng vào Đồng Nai chứ không sử dụng vào miền Bắc. Tức là ngoài Bắc mình lại không dùng, không được dùng đúng không? Nam, vâng. Vì Lai Châu đang đủ điện rồi. 1200 mê của thủy điện Lai Châu là toàn bộ trung chuyển ở đây và đi vào miền Nam chứ không dùng ở miền Bắc. Đấy, nó chạy cái đường 500 kV này anh này, mà điện nó nổ tèn tẹt tèn tẹt. Nó vẫn nổ tèn tẹt nhỉ? Đấy, nó nổ tèn tẹt tẹt. Toàn bộ điện của thủy điện Lai Châu đúng không? Đúng rồi. Là trung chuyển về trạm điện 500 này. Đúng rồi. Xong là thì đây là nó đi vào miền Nam luôn. Thì phải có cái trạm này là mới phân phối điện năng liền chứ. Đưa vào lên Đông Anh Hà Nội chứ. Đúng rồi. Chứ, vào Đông Anh Hà Nội xong là đi vào Đồng Nai. Chứ miền Tây Bắc là không dùng cái điện này. Hiện tại nó đang vít nắp này, chưa mở này. Ông nó đã nắp vít hết kín này, chưa mở này. Đấy, bây giờ ta mới cắt ra là ở trong rất là nhiều mật đây các anh ạ. Đấy. Thấy chưa? Đây nó vít hết rồi. Nha, mọi người. Vâng. Đấy, thấy chưa? Ta sẽ lấy mật, ta cắt từng miếng này một này. Đấy, là mật nó ở trong này. Thế cái này mà muốn lấy thành mật ấy thì phải cho vào máy đánh hả? Không, cái này mình để thì nó sẽ chảy ra, tự động nó sẽ chảy ra anh ạ. Thế à? Mật này ăn rất là thơm ngon. Các anh có thể ăn. Ở nơi đầu nguồn con sông Đà luôn đúng không? Đây, anh ăn thử miếng. Đây. Đây là nguyên tổ mật ong rừng ấy. Đấy anh ạ. Thơm một tí mà. Ngon lắm. Cũng ngon đấy. Đúng đấy. Vâng, nhai bỏ bã anh ạ. Nó ngon rồi. Nó an toàn ạ. Ngon lắm mọi người ạ. Ngọt, thơm. Ăn trực tiếp mật cắt sáp đấy. Đấy là mật, đây là nguyên tổ cắt ra đấy các bạn ạ. Toàn là con ong nó biết chặt rồi, mình cắt ra lấy mật của nó. Ừ, hổ quá. Mật nó thơm mùi khét khét anh ạ. Vâng, ra được. Đấy nó mới là chính cống mật ong rừng Tây Bắc. Chào cả nhà nhé, hôm nay mình đã đến huyện Nậm Nhùn đấy, và của tỉnh Lai Châu. Đấy, xong rồi quãng đường 130 km, đi mất gần 4 tiếng đồng hồ. Đến đây là mình vào một cái resort của mình, người em trên huyện Nậm Nhùn này. Đấy, bắt đầu vào khuôn viên này thì mọi người có thể thấy là có một cái bể bơi rất là đẹp. Giờ này có một cái ao cá. Đấy, em ấy nuôi rất nhiều cá này. Đây, chỗ này có một cái bàn cờ bằng đá này. Chỗ ngồi nghỉ, đánh cờ buổi chiều. Đây, ở đây là có tất cả các cái dụng cụ để phục vụ cho việc tập bơi. Có cái anh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bơi này. Chỗ này để thay quần áo để trước khi xuống bể bơi hoặc là bơi xong này. Đây, ở đây em ấy có một cái nhà máy chế biến nấu ngói mật ong. Nơi thượng nguồn sông Đà. Không mình xa đây, cái xưởng này là đang trong quá trình hoàn thiện. Người có thể thấy là mật ong rất là nhiều. Đây là các cái tấm biển pano rất đẹp. Logo này, mật ong nơi thượng nguồn sông Đà. Đây làm rất là đẹp hình theo hình của tổ ong. Đấy, và sau đấy là có các cái sản phẩm của
Tây Bắc này. Đây còn có nấm này, mộc nhĩ này. Và đặc sản là miến rong Bình Lư. Nhiều hoa lan này mọi người. Chào bà. Anh Hiếu Dân này chán đi ô tô quá. Ô Hiếu Dân không chào bà. Đây là toàn là khu nhà máy của em Vượng vừa chế biến đóng gói mật ong. Và đây em có làm cái nhà chòi để có thể nghỉ ngơi đấy, hoặc là có cuộc liên hoan này có thể ra cái chòi này. Bọn đấy trời nó vừa mưa xong, mấy anh em mình lại bắt đầu tạnh mưa rồi, tiếp tục đi ra đây câu cá. Ao của em này để câu cá, thì xem có thành quả không thì còn mang cá về thành phố Lai Châu. Đây là toàn bộ cái khu khuôn viên này, khu gia đình ở trên một quả núi cao này. Cô này diện tích cũng rất là rộng. Đây là mấy anh em tiếp tục câu cá đây. Để xem có em cá nào cắn câu không nào. Hào thấy tít mù luôn này. Đấy, đang rỉa kìa. Nó là con cá gì đây? Đấy, tao đang quay tít luôn. Người có thể thấy cái phao kìa. Nó rung ra rung rình. Đấy. Đây, ở đây có hai cần thủ đây. Thế thì nó không ăn bằng cái khác này. Díu cái này. Đấy, không biết là con giật được không này. Phun là phết. Mày sủi rất là ác mà không biết là liệu là chú cá có cắn câu này. Đấy. Rất hồi hộp. Đây là khi mình lên trên đồi của em Vượng nhá. Cũng nên quan sát được toàn bộ cái trạm mà lên thế này, cái trạm truyền tải điện của đường dây 500 kV đi từ thủ điện Lai Châu vào tận trong miền Nam nhé mọi người. Chỗ này mình đang đứng ở cái vị trí này là ở chỗ nhà máy sản xuất mật ong nhé, nơi thượng nguồn của sông Đà. Đây của cái trang trại của em Đỗ Tiến Vượng. Xa xa trước mặt kia này, chỗ kia là nhà máy thủy điện Lai Châu rồi mọi người ạ. Đấy. Cảnh vật đấy rất là thanh bình. Mọi người có thể thấy là một đàn bò ấy kìa. Đang rất là thong dong. Đây toàn bộ cái trạm mà. Vẫn thế đây. À đứng đây, đây là cái cột điện này. Của đường dây truyền tải 500 kV này mọi người. Đấy, không cần nhất thiết phải đi đâu xa. Ngay ở đây thì mọi người có thể thấy là mây bờ núi này rất là đẹp này. Phong cảnh tuyệt vời. Không cứ gì mà có phải đi tận là Tà Xùa mà sang đường mây. Đấy, ngay ở đây rất là nhiều mây. Đấy, phía dưới này là cái nhà máy
chế biến mật ong. Đấy, còn ở đây nữa là cái bể bơi của cái trang trại Tiến Vượng này. Bể bơi rất là đẹp này mọi người nhá. Đấy, toàn bộ cái bể bơi. Đấy, giá rất rẻ. Mọi người có thể chỉ có 15.000 đấy nhá. À, sẽ được vào đây bơi thỏa thích trong cả ngày. Đấy, xa xa kia là nhà máy thủy điện Lai Châu kìa. Đấy, nơi bắt nguồn của sông Đà. Đây, chỗ này là YouTuber cấp thôn Đặng Văn Trường này. Đấy, đang đi từ Quảng Ninh lên đây để quay nhá. Xin chào nhá. À, đi từ Quảng Ninh lên đây là tầm 900 cây số đấy mọi người ạ. Nhớ đăng ký và chia sẻ giáo sư Tung Tăng và Đặng Văn Trường với lớp nhé. Đây là phép qua cây. Từ nhà máy thủy điện Lai Châu nhá. Đấy, bắt đầu khi mà phát được mỗi tổ máy là 400 MW này. Có 3 tổ máy là 1200. Đấy. Ở đó điện về đến đây. Đấy. Và điện từ đây. Đấy. Đấy lên cái đường dây này, đấy, đường dây 500 kV này. Đấy và vào miền Nam. Đấy. Rất là đẹp. Chạy theo đấy. À. Về Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc đấy. À, nó lại từ đây lại chạy về từ Vân Nam thì chạy sang chứ đúng không? Vâng. Vân Nam nó chạy sang đây. Đấy là cái dây treo chéo này. À, dây treo chéo kìa. Dây treo chéo cho thủy điện đây đúng không? Đấy. Từ sông Vân Nam đúng không? Vân Nam. Thì mình cũng xin kết thúc cái video của mình tại đây và một ngày trải nghiệm ở huyện Nậm Nhùn và nơi có thủy điện Lai Châu rất là hùng vĩ. Chào mọi người nhé, mình hẹn gặp mọi người trong các video sau nhé. Tạm biệt. Đuôi hay người ta còn gọi là khoái cành. Khoái cành à? Khoái cành trên cành cây. Khoái cành. Mỗi một tổ nó chỉ được tầm khoảng 500 g thôi. Cân nặng là cân là nằm được 500 g nha em. Vâng. Là mật đấy thì lấy được khoảng 500 g mật thôi. Coi như là được cái hũ này không? Được hũ này. 1/5 của cái hũ này thôi. À, đấy, mỗi một tổ. À, mỗi một tổ được 1/5 thôi. Vâng. Chúng ta cũng ít nhỉ, đâm ra là nó hiếm và nó đắt đúng không? Đấy, hiếm nó đắt ở cái chỗ đấy. Tất cả ông rùi hết à? Chất lượng. Vâng, ông rùi. Tất cả ông rùi. Đấy, sản phẩm này là được ốc cốp anh nhỉ? Ốc cốp ạ? Ốc cốp. Đạt sản phẩm ốc cốp 3 sao. Đây là chỗ ghi xưởng nhà máy sản xuất mật ong của doanh nghiệp trẻ Đỗ Tiến Vượng nha mọi người nhé. Anh có thể ăn thử một miếng này rất là ngon. Anh ăn rồi, anh vừa ăn xong rất là ngon. Thế ăn lắm. Ngon lắm. Nước có bật hợp. Ăn đấy. Ngon lắm. Ngọt mà. Ngọt ngọt các bạn nhé. Thơm, ngọt và thơm nha. Quan trọng là thơm đúng không? Rất là thơm và ngọt. Và cái vị ngọt cũng rất hay nhé. Đấy. Đây là trong chuỗi cái dự án phát triển và nâng cao chất lượng của sản phẩm mật ong nơi thượng nguồn sông Đà. Và dự án này thực hiện trong 5 năm, là năm 2021 đến 2025. Đây, cái là logo của em đây. Và các sản phẩm sau đó sẽ được đóng màu hũ. Đóng hũ như này. Với cái hũ này là mình thấy là 500 g. Để tích 500 g. 500 ml. Và sau đó được cho vô cái túi này, túi xanh rất là đẹp. Cho cái túi như này, mọi người này. Cho cái túi xanh như này.
đây là cái bể bơi đấy, bể bơi ở trong trang trại này, nước trong phết đấy nhỉ, nước nước trực tiếp này ở trong đấy. Nó rất là trong nha mọi người, trong mát. Nước này là nước lấy từ suối về nhá mọi người nhá, chứ không phải là nước máy đâu.